Hello mấy anh mấy chị, thì hôm nay tôi được về quê nha. Thì tôi được mấy ông chú hàng xóm cho được mấy con cá lau kiến nè. Cá này thì ở quê tôi rất là rẻ, cho nên hôm nay tôi sẽ làm món cá nướng nha. Món này mà nhậu với rượu đế là hết sảy con bà bảy luôn. Ta nói con gái miền Tây mà làm mồi nhậu là hết sảy nha mấy ông. Thì ông nào muốn cưới vợ thì mau mau ganh một em vợ miền Tây về ha ha. Thì đây là công đoạn nướng cá nè, coi tôi này vụng về không, thấy ghê không? Nhìn cái mặt tôi mắc cười dữ thằng lắm luôn á. Tôi đang nướng cá nè, khói lên ngun ngút luôn đó mấy cha. Còn đây nữa nè, mỗi khi tôi về quê là không biết sao mà bọn nhỏ nó cứ theo nè. Nó cứ đứng phía sau quá trời luôn. Mỗi lần tôi về quê là con nít nó cứ theo rần vậy á. Nhưng mà vui lắm mấy ông ơi. Và đây là thành quả của tôi nè. Làm xong rồi, ăn con cá, uống một ly rượu đế vô, hết sảy vỗ đùi. Tại nay lên ngồi góc cậu nó hết sảy con bà bảy luôn đó mấy ông ơi. Nhớ nha, làm cái món cá lau kiến